Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên ngày 14 tháng 1 năm 2019. Thì hôm nay em ở trong trường học của em có một ít hàng, là em quay luôn cho mọi người. Và em cũng xin nói luôn là cái nếu như các bác có nhu cầu gửi xe ấy, thì ngày mai em chưa gửi luôn được đâu nhé. Phải ngày kia em mới gửi được ạ. Còn các bác gửi bưu điện thì sáng mai hàng sẽ đi luôn. Đầu tiên thì là kiểu mỡ gà này các bác. Kiểu mỡ gà hôm nay em có kiểu mỡ gà này, hài lông, bạch ngọc đuôi công và da báo, cẩm báo ấy. Cẩm báo thì em để trong nhà, lát nữa em sẽ quay. Đầu tiên là kiều mỡ gà. Trời, xếp từ đây số 1. Kiều mỡ gà thì mỗi hình như thế này. Mỗi hình kiều này em bán giá là 100.000 các bác nhé. 100.000 ạ. Đây là số 1 này. Số 1. Số 2. Số 3. Số 3 này. Số 4 này. Đồng giá 100 hết ạ. Số 5 này. Số 6. Và cuối cùng số 7. Số 7. Đây là kiều mỡ gà của Cao Bằng các bác nhé. Mỗi hình là 100.000 ạ. Tiếp theo là hài lông. Hài lông thì bây giờ sắp sửa vào vụ hoa rồi. Có một số cây thì hiện tại đã có mèo rồi. Đây ví dụ như cây này này, nó đã có mèo lên rồi, chuẩn bị ra hoa. Tuy nhiên là cái em lúc nãy em cũng có xem qua thì ôi bà xin. Ơ cái này có phải. Đấy, tuy nhiên là không phải cây nào cũng có mèo các bác ạ. Nên là các bác đừng bắt em chọn cái búi mà có nhiều mèo nhé. Bởi vì có một số thì nó chưa nhú lên đâu. Đặc điểm của cái hài lông này rất là sai hoa. Nên là các bác cứ yên tâm. Sai hoa và cực kỳ dễ thuần. Cái này thì em bán chỉ có 50.000 một cân thôi ạ. 50.000 một cân. Cây nó cũng nhẹ nên là một cân thì nó cũng vào khoảng tầm hai cái rễ như này. Đấy. Về hài thì em có một ít hài này. Nhưng hôm nay thì chỉ có mấy cây hài hương. Mấy cây hài hương này. Ở chỗ hài đây là hài giáp ạ. Đấy. Cả cái chỗ này em bán là 80.000 ạ. Cả hài giáp cả hài hương 80.000. Tiếp theo là đuôi công. Đuôi công thì hôm nay cái lô hôm nay rất là ít hoa, thì chỉ có hai dề, ba dề là có hoa thôi. Còn lại thì đa số là cây thân tơ, cây giống ấy. Nên là em bán giá rẻ hơn phiên hôm trước. Số 1 là tất cả các hình đuôi công thì em đều bán giá là 200 các bác nhé. Số 1 đây ạ. Đây, số 1 này. Số 2 này. Số 1, số 2 là hình chưa có nụ này. Hình nào có nụ thì em sẽ báo. Số 3 cũng là 200. Chưa có nụ. Số 4. Số 4 là một dề. Chưa có nụ. Số 5. Số 5 đây, có một cái vòi có hai nụ này các bạn ạ. Số 5, số 6. Số 6 thì cũng chưa có nụ. Có hai dề. Số 6 này. Số 7. Số 7 cũng chưa nụ các bác nhé. Ở đây thì hàng giống thôi. Lấy về hàng giống trồng để năm sau thôi.
số 8, số 8, số 9. Số 9 này thì khá là nhiều cây cây con đây. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy về trồng làm giống này. Cái hình số 9 này là hợp lý này. Có nhiều cây con. Số 9. Số 10. Đây, hình số 10 này thì cũng có một vòi hoa. Một vòi hoa. Số 10. Số 11. Ôi trời, cái này dẫm vào. Số 11 đây. Có một vòi hoa số 11 hôm nay là đẹp nhất đấy. Bác nào nhanh tay thì được cây số này. Đấy, dê này thì rất là mập mạp mà có vòi hoa rất là sai hoa này. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 6 nụ. Đấy là 11 hình đuôi công của nhà em. Tiếp theo em xin giới thiệu các cái hình da báo, cầm báo. Da báo thì hàng đang nụ các bác nhá. Đây, qua Tết nó sẽ nở khoảng tầm tháng 4, tháng 3, tháng 4 ạ. Nụ đây, mới nhú. Đây ạ. Tất cả các hình da báo này em bán đồng giá là 100.000 một hình ạ. Đây, em sẽ quay từng hình một. Đây là số 1 này. Số 1 có 3 cây. Một cây to, hai cây bé thì 3 cây đều có nụ hết rồi. Số 2 đây ạ. Số 2 này cũng có 3 ngọn, cũng đều có nụ rồi. 100.000 ạ. Số 3. Số 3 thì có một cây mẹ con này, có mèo và có nụ rồi này. Đây, với cả hai cây này nữa. Số 4. Số 4 đây là một cây các bác nhé. À đây, có một cây lẻ nữa này. Với cả một cây mẹ con. Đấy. Một cây mẹ con với một cây này. Số 4. Số 5. Số 5 thì có một cây, hai cây thì gồm có một cây mẹ con. Một cây mẹ con và một cây này. Tiếp theo, số 6. Số 6 thì có 3 cây ạ. Có hai cây bé này với cả một cành khá to như này. Số 7. Số 7 thì cũng có 3 cây. Đây, một cây to và hai ngọn thì bé hơn. Số 8. Số 8. Đa số thì đều có 3 ngọn các bạn ạ. Vòi hoa này. Số 8, số 8 này là hai cây. Hai ngọn này là một cành thôi này. Hai ngọn một cành với cả một cành này nữa. Là thành hai cây nhưng mà nó thành ba ngọn. Số 9. Số 9 thì cũng có 3 ngọn các bạn. Đây. Số 10. Số 10 cũng 3 ngọn. Đều có nụ hết rồi. Số 11. Số 11 thì có 2 ngọn. Một ngọn bé, một ngọn to. Số 12. 1 2 À, cái này nó liền hay rời nhỉ? Hình như là rời. Nhưng mà thấy dễ nó xoắn xít vào nhau. Đây, thành một cành này. Hai cành. Và cái cành dưới này nữa, ba cành. Đây là số 12. Số 13. Số 13 cũng có ba ngọn. Đấy, hoa thì hầu như hình nào cũng đều đã có hoa hết rồi. Ngọn nào cũng đều cho hoa rồi đấy. Số 14. Riêng số 14 này nó là một cây các bác nhá. Cây mẹ con ạ. Đấy, cái lá nó hơi bị nhăn nheo một chút. Cái cây này là một mẹ với lại ba con. Đây, một mẹ ba con. Cây mẹ đây. Cái ngồng hoa bên này thì bị cụt mất cái
cái nụ hoa đầu rồi, còn bên cạnh thôi. Đấy. Cái này rất là to. Số 14. Đây. Và đây, em có tất cả là 14 hình da báo. Và một số lan lúc nãy em vừa mới đăng ở đoạn đầu. Thì các bác có nhu cầu lấy loại nào thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin cho em vào số 0914996482 nhé. Đấy. Dạ, em xin phép dừng clip ở đây. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc ạ. À, em xin được nói thêm là ngoài những cái loại mà em đang đăng video ngày hôm nay này, thì ở nhà của em vẫn còn những loại lan khác như là cẩm cù này, mạc xuân, cẩm cù mạc xuân, củ bầu rượu và tắc kè đá các bác nhé. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.